mọi người, chào mừng mọi người đến với Hiếu Thành Phát. Hôm nay em đại diện cho Hiếu Thành Phát review cho mọi người hai em xe đang em mới về luôn. Tại vì xe đẹp quá nên bây giờ cái nắng 11 giờ nhưng em vẫn phải ra đây review cho mọi người luôn nha. Đó là em AB160 và một em SH. Hai màu này là hai màu đang được rất là ưa chuộng mọi người nha. Cái này lên đặc biệt là xanh đen mọi người ạ. Em AB160 này á thì hiện tại bên em đang có giá là 59 triệu. Mọi người nếu mà muốn mua trả góp á thì chỉ cần trả cho em khoảng tầm 15 triệu thôi là em lên hồ sơ cho mọi người được rồi nha. Giá của em báo là giá chưa có biển số mọi người ha. Biển số mọi người ở đâu thì mọi người inbox giúp em để em tính giá cụ thể cho mọi người luôn. Tại vì thường thì huyện khác, tỉnh khác thì nó sẽ có giá dao động khác nhau. Bình thường thì giá của huyện thì nó dao động khoảng 2 triệu rưỡi mọi người nha. Còn ở thành phố, thị xã thì nó sẽ cao hơn một chút xíu ha. Mọi người có thể xem kỹ hơn về em xe này với thiết kế của cái nó là màu nhám kết hợp với mặt nạ màu đen nên là nó rất là nổi bật luôn ha. Đây là em xe 160, hiện tại là được rất nhiều người săn đón luôn mọi người. Nó là phiên bản mới nhất của AB, dòng AB luôn ha. Hiện tại ở ngoài đang rất là nóng luôn mọi người, nhưng mà em ra đây để cho mọi người xem về hai em xe mới vừa xuất kho về luôn mọi người ha. Còn bên đây là em SH 150. Thì giá em này là 119 triệu thôi mọi người. Giá rất là mềm luôn. Hiện tại thì Honda đang rất là lên giá, nhưng mà bên em thì có khoảng 7 đến 8 chi nhánh nên là số lượng xe nhập về thì nó rất là nhiều, nên là giá của nó cũng mềm hơn những cửa hàng khác mọi người. Thì hồ sơ trả góp cho bên em thì rất là đơn giản thôi. Chỉ cần căn cước công dân, chứng minh nhân dân thì mọi người đã có thể lên hồ sơ được rồi. Địa chỉ liên hệ với em là khu phố Phú Nghị, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương. Số điện thoại liên hệ với em là 032-774-3797 mọi người nha. Nếu mọi người ở chỗ những chỗ xa hơn thì mọi người có thể đến ngã tư Sở Sao nè, ngã tư Hòa Lợi nè, hoặc là Mỹ Phước. Em sẽ hỗ trợ rước mọi người về công ty để lên hồ sơ cho mọi người luôn nha. Và số điện thoại liên hệ với em là 032-774-3797. Số điện thoại này là Zalo chính chủ. Em tên là Thanh Tâm mọi người nha. Khi liên hệ đặt lịch với em trước thì sẽ được giảm ngay 1 triệu đồng tiền xăng xe mọi người ạ. Rất là cảm ơn mọi người đã xem video của em. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người một ngày thật là tốt lành nhé.